Ly ơi, ra đây ba cho ăn kẹo này. Úi giời, ngoạm miếng to thế. Mấy hôm nay nhà tôi sửa nhà, người ra kẻ vào tấp nập khiến cho May và Julie bị xì chép. Nhìn mặt hai đứa thấy chán đời lắm rồi. Kiểu cho giải trí đê, hoa lá canh đê. Lần này cho cậu May chơi hoa lá canh dạng mới luôn nha. Chưa bóc ra đã hí hai hưng rồi. Tôi sẽ tạm gọi đây là viên kẹo cỏ. Mèo, chỉ cần dán lên tường hoặc tủ, sau đó chờ May và Julie đến hít là xong. Lúc đầu cậu May có vẻ bỡ ngỡ, sau thì húc liên tục vào kẹo cỏ mèo. Chắc là không phê đâu. Nhìn cái mặt là biết, công chúa Julie khá là bén, chỉ mới ngửi cái vỏ thôi đã có hiệu ứng rồi. Uốn éo các kiểu. Ly ơi, ra đây ba cho ăn kẹo này. Úi giời, ngoạm miếng to thế. Julie đam mê với cục kẹo mới quên cả ăn hạt. Thế là cuối cùng mới ăn luôn cả phần của Julie. Julie đang đi cảnh đấy. Để cái tội này là do chơi nhiều quá. May ngồi liếm lông được 15 phút rồi Julie vẫn đang nằm giấc ngộ. May giúp ba giặt chiếu nhá. Chuyện là tôi mới đổi chỗ dấu vàng mới cho May và Julie. Nhưng với lòng trung thủy của công chúa thì Julie nhất quyết không đi vào chỗ mới. Công chúa đã có những phương án phức tạp hơn, đó là chọn đi lên trên giường của tôi. Ngày đầu tiên chị ý đi xuyên địa hình, từ chăn đến đệm của tôi đều ướt sũng hết. Cái đệm đằng sau Julie đang chờ để lượt giặt đấy. Giờ thì tôi phải giặt cái chăn trước đã. Sang đến ngày thứ hai tôi chỉ còn đúng cái chiếu để nằm. Tưởng chừng Julie sẽ thấy thương tôi, sẽ đi vào chỗ dấu vàng mới. Nhưng mà không, tôi lại phải vác cái chiếu đi giặt. May giúp ba giặt chiếu nhá. Đỉnh điểm là đến ngày thứ ba, do tôi chỉ còn đất để nằm, thế là chị Julie chuyển mục tiêu qua giường của mẹ tôi. Vâng, đây là tôi của hiện tại. Bye bye May, bye bye cả nhà. Con với Julie đi đây. Làm sao để mèo không chạy ra ngoài vậy? Nhà em cứ mở cửa là nó chạy ra ngoài. Ai theo dõi Mali lâu đều biết những cuộc hành trình đi tìm May của gia đình tôi không trốn lên nóc nhà thì cũng đi lạc sang nhà hàng xóm. Nói thật là tôi cũng dùng biện pháp bế quan tỏa cảng, đó là phong ấn hết tất cả các lối ra vào trong nhà, từ cửa sổ đến cửa ra vào tôi đóng sạch. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó May vẫn ra ngoài được. Rồi tôi cũng hay kể cho May những câu chuyện dân gian truyền miệng về ông ngáo ốc đi Exciter hay lượn lờ ngoài đường chuyên bắt mấy em cún em mèo. May mà đi ra ngoài là bị người ta vợt đấy. Người lạ cho kẹo thì cũng không được ăn đâu, bảo là cháu ở nhà không thiếu đồ ăn rồi. Tóm lại là việc mèo đi ra ngoài chơi không cản được đâu, chỉ có cách đóng hết tất cả cửa lại để hạn chế di chuyển, hoặc là nuôi một em giống công chúa Julie, vì chị sợ bẩn chân nên chẳng bao giờ ra ngoài cả. Đấy, đấy, mọi người nhìn thấy gì không? Không hiểu May với Julie nghịch ngợm như thế nào mà bây giờ cả hai đứa đều đi tập tễnh. Công chúa Julie thì có vẻ bị nhẹ hơn, còn May công công thì cứ cà nhắc như thế này, đứng cũng chẳng vững, suốt ngày phải nằm. Ông ơi, cho cháu mượn lọ xoa bóp của ông với. Ngày bé May cũng từng đau chân thế này một lần rồi, cứ phải để ba thể hiện kỹ năng xoa bóp bấm huyệt. Hỏi May với Julie làm gì mà hai đứa cùng đau chân mà không đứa nào nói, bực thật chứ. Nào cái này không liếm được. Băng bó cho May giống mấy em mèo bị gãy chân ở trên mạng nhá. Công chúa Julie thì bị đau ở chân sau. Julie nằm ngoan để ba xoa bóp cho Julie nào. Đáng nhẽ phải cạo lông đi cho nó dễ thấm vào da. Cơ mà xoa bóp một hai ôm cũng thấy đỡ đỡ rồi. Nhìn cái mặt cam chịu của chị kìa. Julie chờ tí là khô ngay mà. Phải chống đỡ sức nặng của một công trình đồ sộ như này chắc mấy hôm nữa chân May mới khỏi được. Em sợ mèo mà nói toẹt ra thì em sợ động vật, nhưng sau khi coi video này em lại muốn nuôi mèo. Tại anh đấy. À, tất cả là tại tôi. Thôi thì cũng cảm ơn vì nhờ tôi mà mọi người lại thích nuôi mèo. Nhưng mà một trong những lý do vì sao tôi nuôi mèo là bởi vì tôi sợ mèo. Không, không nghe nhầm đâu. Ngày bé tôi từng bị mèo cào liên tục vào mặt. Đấy là nguyên nhân chính khiến tôi sợ mèo. Sau này lớn lên, tôi học được một điều, đó là phải đối mặt với nỗi sợ của mình. Và thế là tôi quyết định đón cậu May về. Mỗi tội lúc ấy vẫn rén. Cơ mà tôi lại không sợ chó. Thế là tôi tiêm nhiễm liên tục vào đầu cậu May. May là chó, May là chó, May không phải là mèo. Mãi sau này Julie được đón về thì lúc đó May mới nhận ra May là mèo. Đấy, vèo một cái đã 5 năm tôi với May và Julie ở cạnh nhau rồi. Bây giờ thì tôi đã không còn sợ mèo nữa. Chồng hai đứa đáng yêu thế này làm sao mà sợ được nhỉ? Ô hay, Julie lại gãi bay mất miếng tóc rồi. Nguyên nhân thì chỉ có ở bẩn. Tại nhà tôi mấy hôm nay đang sửa nên nhà hơi bụi bặm một tí. Khổ thân Julie, hôm nay tắm cho Julie sạch sẽ nha. Mới cho tí nước vào thôi mà chị đã phản đối đòi ra ngoài. Bây giờ Ly mà không tắm thì bẩn lắm, nhìn cái đầu của Ly đi. Phải mất một lúc công tác tư tưởng thì chị mới chịu ngồi im cho tắm. Hôm nay tắm vội nên không chuẩn bị kịp bồn tắm cho Julie. Đang tắm ăn sợ tắm đấy mà không thấy bọt đâu, chứng tỏ Julie quá bẩn. Khi mà đủ thân thiết thì bạn có thể sờ vào đuôi mèo một cách thoải mái. Cơ mà các cụ bảo sờ đuôi mèo nhiều mèo bị ốm đấy. Đây là công chúa Julie sau khi tắm xong. Nhìn bé tí á, để ba lau khô cho Julie nhá. Phải lau thật khô thì mới sấy nhanh được. Đây là công chúa Julie sau khi tắm xong. Nhìn nở ra phải trắng hơn rồi đấy. Cuối cùng để Julie tắm nắng một tí cho khô hẳn người, sạch sẽ xinh xắn thế này cơ mà. Ly ơi, đi tiêm phòng đây. May và Julie khá nặng nên hai đứa đành phải dùng cái túi cũ này. Tôi sẽ dừng ở ảnh này 3 giây vì sự cute của Julie. Trông công chúa mơ lèm chưa? Đã thế còn lưới lưới ở đằng trước ạ. Bảo May đi hộ tống công chúa Julie, ai ngờ cậu ấy nằm hết luôn cả chỗ. Nhớ đội mũ bảo hiểm chứ đừng đội nó lái như anh xe ôm này. Nhìn tưởng May đang chiếm chỗ thôi chứ thực ra May đang bảo vệ Julie đấy. Hôm nay định đi khám lại cho May nữa nhưng mà bác sĩ siêu âm không ở đây. Thôi hôm khác lại đưa May lên vậy. Cơ mà May vẫn phải tiêm nhắc lại. Mấy hôm vừa rồi ở đây mưa to quá, trôi mất luôn cả quyển sổ tiêm của May với Julie. Thế là tôi quyết định làm sổ tiêm mới cho hai đứa. Công chúa Julie thì nhát lắm, chỉ dám ở trong túi thôi. Julie đợi tí rồi lên tiêm nhá. Bác sĩ tiêm nhanh cho em nó con về đi ngủ ạ. Nhìn Julie hơi rén tí thôi chứ thực ra tiêm dễ lắm. Julie ngoan lắm, không có gì phải sợ đâu Julie. Ok xong rồi về ngủ thôi May. Phải theo dõi thêm một khoảng thời gian xem May với Julie có biểu hiện gì lạ không. Nhưng mà trong thế này chắc sức khỏe vẫn ổn.
Anh ơi, em chuẩn bị nuôi mèo con thì nên cần cái gì ạ? Nhân tiện hôm nay tôi mới đón một em mèo con về, mỗi tội em mèo này hơi to, thế nên tôi cũng đi múc được một ít đồ cho em bé này. Một trong tứ khoái của loài mèo đó là ăn. Bạn có thể chuẩn bị hạt, ba tê, nhớ là chọn những loại cho mèo con nhé. Và ba tê nên là bữa chính nữa. Đầu gối ba tê, tay ôm bịch hạt, nhất cậu mây rồi còn gì nữa. Thứ tiếp theo không thể thiếu đó là cát vệ sinh. Em bé mây nhà tôi dùng cát Luna nhé các bạn. Có cát thì phải có chậu. Ví dụ tạm cái chậu này đi. Chọn chậu thì phải chọn chậu to. Kiểu gì mèo con chẳng lớn lên. Chứ đừng có kín mít như cậu mây với cái chậu này nhá. Xong rồi là đồ chơi. Đồ chơi gì cũng được. Nhưng mà bọn trẻ con rất cần câu lắm. Thêm cả cái bàn cào nữa. À đấy, con sữa tắm. Dùng loại Pet Gap Plus này vừa thơm mà lại còn khắc chế dặn. Tất cả mấy thứ trên đều đã lên kệ ở nhà Mali. Trừ hai thứ này. Bạn nào cần thì biết nên làm gì rồi đấy. Thôi cần thêm cái gì tôi sẽ trả lời sau. Còn bây giờ tôi phải cho em bé này ăn đã.